Trong báo cáo gửi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đưa ra lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc giá sách giáo khoa mở tăng đến 2 đến 3 lần so với trước đây. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, khổ sách, số cuốn sách, số mẫu in, các cuốn sách trong bộ sách mới đều cao hơn. Chi phí nguyên nhân, vật liệu, nhân công hiện nay cũng đều tăng cao so với trước đây. Một số chi phí như bản thảo, nhuận bút lần đầu, trước đây được cả ngân sách nhà nước chi trả, nay không được ngân sách nhà nước hỗ trợ nên đã tính vào giá, phát sinh một số chi phí gắn với việc xã hội hóa như quảng bá, giới thiệu sách, lợi nhuận. Bộ trưởng Sơn nhận định việc cả quản lý giá sách giáo khoa bằng biện pháp kê khai giá chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Năm 2020, trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá. Hiện dự thảo luật giá sửa đổi đã có nội dung này, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa hoàn thành và trình Chính phủ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật việc làm sửa đổi. Trong đó, điểm đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh bổ sung thêm một số chính sách mới liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hướng bổ sung quy định tất cả người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, trong khi quy định hiện hành là đủ 3 tháng. Bổ sung người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Về mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bộ này đề xuất người lao động đóng tối thiểu bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thực tế, có thời điểm quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư lớn và cơ quan quản lý muốn giảm mức đóng cho người lao động từ 1% xuống 0,5% tiền lương tháng, nhưng vì trái luật việc làm nên phải xin ý kiến Quốc hội. Thưa quý vị, sau đợt tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường vào tháng 10 năm 2022, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Hà Nội đã bị buộc dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Điều này khiến hàng trăm nhà đầu tư karaoke đứng trước nguy cơ phá sản và phải gửi đơn kêu cứu. Theo đó, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có gần 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke. Trung bình, mỗi cơ sở hoạt động phải đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Tất cả cơ sở đầu tư tổng cộng khoảng 7.500 tỷ. Sau giai đoạn đại dịch, các cơ sở này gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phải trang bị đầu tư lại các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn được hoạt động trở lại, các cơ sở lại phải đóng cửa nhiều tháng khi thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy. Có chủ quán đã cầm cố tài sản, phá sản vì kiệt quệ. Trước tình hình trên, hàng trăm chủ quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cùng ký đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền cho phép mở lại các cơ sở kinh doanh karaoke. Các chủ quán karaoke cho rằng quy định về phòng cháy chữa cháy thay đổi thường xuyên khiến các nhà đầu tư rất khó khăn trong việc thực hiện, đặc biệt đưa ra một số quy định khó áp dụng vào thực tế. Thưa quý vị, lợi dụng tâm lý người dân muốn kiếm tiền nhanh chóng và có thêm thu nhập trong bối cảnh kiếm tiền khó khăn, nhiều đối tượng xấu hiện nay đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi lừa đảo mọi người để chiếm đoạt số tiền lớn qua mạng Internet. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng, thủ đoạn này phổ biến nhất hiện nay là lừa đảo cho vay tiền qua mạng. Kẻ gian lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo cho vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, duyệt hồ sơ qua mạng, giải ngân nhanh. Từ đó, người vay bị yêu cầu nộp một số tiền nhất định với các lý do đảm bảo khoản vay, chi phí. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng hình thức đánh cắp thông tin khách hàng để chiếm đoạt tài sản, rút tiền với thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng, nhân viên cung cấp dịch vụ. Yêu cầu người vay cung cấp ảnh hai mặt căn cước công dân, chứng minh nhân thư nhân dân. Từ đó, thu thập thông tin cá nhân, số tài khoản, ngân hàng hoặc cả mã OTP xác nhận. Qua đó, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc chiếm đoạt bằng cách mua hàng. Có người dân ở thành phố Đà Nẵng đã bị chiếm đoạt rút 2,1 tỷ đồng khi đối tượng mạo danh cơ quan chức năng để xử lý vi phạm giao thông và yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng. Mùa lễ hội đang diễn ra trên cả nước. Có một thực tế đang tồn tại, đó là khi lễ hội, một trong những nỗi lo canh cánh của du khách, đó là giá cả các mặt hàng ở lễ hội hay như nhiều người nói nôm na là chặt chém. Tại Quảng Ninh, một số lễ hội ở khu di tích văn hóa đang thực hiện công khai niêm yết giá. Tuy nhiên, việc niêm yết giá vẫn còn nhiều điểm đáng bàn. Bánh tài 50.000 đồng 1 kg,
xoài dầm 15.000 đồng, nước mía 15.000 đồng một cốc, nước lọc 10.000 đồng một chai, dừa 35.000 đồng một quả, xúc xích 15.000 đồng một cái, trứng luộc 8.000 đồng một quả. Đây là danh sách mặt hàng được niêm yết giá tại khu phố ẩm thực bên ngoài khu di tích Đền Cửa Ông Cặp Tiên, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Giá cả các mặt hàng đều ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đó là bảng giá treo lên khi có đoàn kiểm tra. Thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở là khi các hộ dân bán hàng là đều được phải niêm yết giá. Đấy, công khai cho khách đến ngồi ăn cũng như là uống nước, nghỉ ngơi. Thì khi mà khách ăn uống là cũng phải đều biết được là cái giá mà chủ quán đưa ra. Cái chức năng nhiệm vụ của ban quản lý là sẽ phối hợp với an ninh cũng như là cơ quan của phường. Là nếu như mà quán nào của bác nào mà không thực hiện đúng là chúng tôi hình thức là phối hợp với phường là chúng ta xử phạt về hành chính và kiên quyết là không cho bán. Điều đáng nói là bảng giá chỉ là một tờ giấy, được viết tay chứ không phải chữ đánh máy. Tuyệt nhiên không có dấu đỏ hay chứng nhận gì của cơ quan chức năng, nên không ai có thể chắc chắn bảng giá này là duy nhất hay không. Bảng giá có thể dễ dàng tháo xuống hoặc thay thế. Một số quầy hàng thì treo bảng giá phía bên trong nhà, khiến du khách ngồi ăn mà vẫn chưa biết giá cả thế nào. Hôm nay chị mua trứng này và giá bao nhiêu tiền quả? Em cũng chưa biết. Hiện nay, nhiều khu di tích văn hóa, lễ hội ở Quảng Ninh đã thực hiện niêm yết giá công khai để tránh tình trạng chặt chém du khách. Và rõ ràng, khi đi lễ hội, du xuân, khách hàng cũng thấy hài lòng, thoải mái hơn khi giá cả được công khai rõ ràng. Tôi mua quả dừa này hết 35.000. Năm nay em thấy là giá cả như thế này là hợp lý ạ. Niêm yết giá đầy đủ, không thiếu cái gì, không lo chặt chém bị thế nọ thế kia. Bán đầu mùa là mình niêm yết giá luôn. Cụ thể là như nào? Ví dụ như là nước mía là mình bán 15.000 một cốc. Rồi thì bánh tài bán 10.000, xúc xích 10.000, trứng 8.000, khoai thì bán 7.000 một lạng. Thì mình cũng hưởng ứng là giá để cho khách, du khách người ta đỡ thắc mắc. Nghị định số 131 năm 2013 của Chính phủ quy định rõ, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, treo kéo, ép giá khách ở các lễ hội, dịch vụ văn hóa công cộng. Tuy nhiên, thực tế số trường hợp bị phạt có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, người dân, du khách mỗi khi đi lễ hội, nếu không muốn bị chặt chém, chắc chắn đều cần phải nhớ nguyên tắc hỏi giá trước khi mua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị phía Trung Quốc sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc theo đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hai nước phục hồi và phát triển du lịch. Theo đó, trong danh sách 20 quốc gia thí điểm đón khách du lịch theo đoàn mà Trung Quốc đã công bố ngày 6 tháng 2, gồm 7 nước ASEAN và một số quốc gia khác, nhưng không có Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị phía Trung Quốc sớm đưa Việt Nam vào danh sách trên. Trong văn bản, Bộ nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam luôn chiếm vị trí top 5 quốc gia hàng đầu gửi khách đến Trung Quốc. Trước đại dịch COVID-19, Việt Nam đón khoảng 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 30% lượng khách quốc tế. Sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid, các hoạt động hợp tác giữa hai nước dần được nối lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ sự kỳ vọng vào sự khôi phục và phát triển du lịch giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả cả năm 2022 đạt 3,34 tỷ đô la Mỹ. Sang năm 2023, ngành này có khả năng tăng trưởng 20%, đạt mốc 4 tỷ đô la Mỹ nhờ đột phá từ trái sầu riêng. Hiện nay, sầu riêng Việt Nam đang xuất khẩu sang các nước và vùng lãnh thổ như Úc, Mỹ, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, trong đó Trung Quốc chiếm tỷ trọng chủ yếu. Dù chỉ mới được cấp giấy phép xuất khẩu chính ngạch và xuất qua thị trường này hồi tháng 9 năm 2022, nhưng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã đạt gần 40 triệu USD. Với việc Trung Quốc, thị trường chiếm đến 50-60% kim ngạch xuất khẩu, ngưng chính sách COVID-19 và mở cửa thêm một số mặt hàng nông sản Việt Nam,
thị trường xuất khẩu rau quả sẽ được cải thiện đáng kể. Năm ngoái, Việt Nam đã ký nghị định thư về sầu riêng, mít, khoai lang để xuất chính ngạch sang nước này. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng rau củ năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt 4 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái. Và phần tăng thêm này hoàn toàn khả thi nếu xuất khẩu sầu riêng đạt mục tiêu trên 1 tỷ USD. Sầu riêng Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh khi vào thị trường hơn 1,4 tỷ dân, nhờ khoảng cách vận chuyển gần, chỉ mất 1,5 ngày so với thời gian 7 đến 10 ngày của sầu riêng Thái Lan. Chất lượng sầu riêng Việt Nam vì thế cũng được bảo quản tốt, tươi ngon. Các lợi thế này giúp giá bán sầu riêng của Việt Nam hiện cũng tốt hơn so với hàng Thái Lan. Diện tích cây ăn quả trên cả nước đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt ở giai đoạn từ năm 2018 đến nay. Nguyên nhân là do giá một số loại cây trồng như cao su, tiêu, điều, cà phê lao dốc, nên nhiều nông dân đã chuyển qua trồng các loại cây ăn quả đem lại thu nhập cao để nâng cao giá trị và ổn định đầu ra cho các sản phẩm. Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ hướng dẫn các địa phương hình thành vùng chuyên canh và xây dựng mã số vùng trồng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tính đến hết năm 2022, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt gần 14.000 ha, tăng hơn 1.400 ha so với cùng kỳ trước đó. Hai vùng trồng nhãn ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc của công ty Thái Lâm với diện tích 11 ha. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân Tâm, diện tích hơn 29 ha, đã đáp ứng được yêu cầu nhập khẩu của Nhật Bản và được Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã số vùng trồng. Xây dựng cái mã số vùng trồng nó mang lại những cái quyền lợi và những cái giá trị kinh tế rất cao, là để nhằm quản lý về canh tác, về sử dụng tất cả các loại chất cấm. Và cái thứ hai là nhằm được bán hàng ra để cho các đối tác họ tin tưởng và cái nhu cầu của họ cần phải đáp ứng thế. Với mục tiêu phát triển bền vững, 5 năm qua, anh Hồ Hoàng Kha, chú tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, đã chuyển hướng canh tác từ sử dụng phân bón thuốc hóa học sang canh tác hữu cơ vi sinh cho vườn bưởi 5 hectare của mình. Ngoài ra, anh còn liên kết với 5 hộ trồng bưởi khác để tạo vùng nguyên liệu. Cuối năm 2022, 18 hectare bưởi của anh Kha và 5 hộ dân đã được cấp mã số vùng trồng, đảm bảo điều kiện xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Thì bà con khi mà nghe được cái thông tin về những cái giá trị mà mã vùng trồng nó mang lại thì bà con rất là phấn khởi. Một cái hướng đi mới, mà cái hướng đi này là có thể nói là hướng đi gọi là đường chính chính để mà đưa sản phẩm của mình ra nước ngoài. Thì đây là một cái điều rất là phấn khởi với bà con nông dân, có thể là sẽ mang cái giá trị của cái trái bưởi của mình đi tới một cái thị trường lớn và nó sẽ tăng cái sức cạnh tranh cũng như là nâng cái giá trị của cái sản phẩm lên. Trước thực trạng kinh doanh cao su không hiệu quả, năm 2019, công ty cổ phần cao su Thống Nhất, huyện Châu Đức đã chuyển đổi 167 ha cao su sang trồng chuối giả Nam Mỹ, công nghệ cao. Đến năm 2022, toàn bộ diện tích trên đã được cấp mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói. Hiện sản phẩm chuối của công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, còn lại khoảng 20% tiêu thụ ở thị trường trong nước. Lợi nhuận mỗi năm đạt khoảng 25 tỷ đồng. Để đảm bảo cái tiêu chí xuất khẩu đối với cái mặt hàng nông sản là chuối này thì ngay từ khi mà lập dự án đầu tư thì công ty cũng đã cùng lúc tiến hành làm các cái thủ tục như là đăng ký cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi đăng ký cấp mã vùng trồng, vùng đóng gói. Lợi thế cạnh tranh của nông sản của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta thì cũng có, chứ không phải là không. Tuy nhiên, để mà tiến tới cái xuất khẩu thì phải thay đổi cái phương thức canh tác, sản xuất chứng nhận đáp ứng các cái điều kiện khắt khe của thị trường. Do vậy cho nên là trong thời gian tới thì cái công tác mời gọi doanh nghiệp cũng rất là được đẩy mạnh và làm những cái mô hình cũng như để đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cho bà con xung quanh tạo cái vùng nguyên liệu tập trung để tiến tới là phục vụ xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thiết lập được 12 vùng trồng trái cây được cấp mã, chủ yếu là chuối, nhãn và bưởi, với tổng diện tích gần 530 ha, ước tính sản lượng đạt trên 10.700 tấn. Ngoài ra, tỉnh còn có 2 cơ sở đóng gói nông sản đã được cấp mã.
mục tiêu trong năm 2023 sẽ đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất để có số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, qua đó nâng cao hiệu quả và khẳng định thương hiệu của mỗi sản phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. $1.7 tỷ vốn của các nhà đầu tư ngoại đã đổ vào Việt Nam ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023. Con số này được đánh giá là tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn. Để có được kết quả này, các địa phương đã nỗ lực thu hút đầu tư ngay từ ngày đầu năm mới như thế nào? Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.